Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ đến tất cả các bác về cây quất cảnh cuối năm. Đấy. Thì để biết nội dung hôm nay như thế nào thì mời tất cả các bác chú ý lắng nghe và theo dõi. Hiện tại là em đang đứng ở khu vực em, cây quất, cây to, cây nhỏ nó cũng rất là nhiều. Đấy. Nói về giá cả năm nay ấy, thì thực tế là em cũng chia sẻ luôn là tại sao năm nay nó hay bất cập điểm này. Đầu vụ nhá, em nói nhá, đầu năm nay từ tầm là tháng 9, tháng 10, tháng 11 em không đăng vườn nào là giá công khai mấy, cơ bản là gần như không có. Đấy. Mà nếu có thì vườn thì giá cũng gọi là rất là cao chứ không phải là thấp. Vì từ tầm đó là cơ bản là em mà đăng giá lên ấy thì rất là nhiều nhà vườn cũng như là các bác đi buôn sẽ phản ánh. Nhưng mà vào thời điểm này như hôm nay là ngày 14 tháng 12 âm lịch, thì cách đây khoảng tầm từ hôm mùng 9 là em có đăng công khai khoảng tầm 3 vườn là báo giá đấy, chính thức. Thực tế ra là so với tầm tháng 9 tháng 10 là nó sẽ có rẻ hơn. Nhưng mà em cũng xin chia sẻ luôn là nếu mà em mà cũng không công khai báo giá ấy, thì tầm này các bác đi mua thì gần như là tỷ lệ là cũng không mua được với các vườn như thế. Em gọi là làm cái cầu nối giữa người bán và người buôn thôi. Thực tế ra là rất là nhiều bác phản ánh. Nói thực sự là khi em đăng lên, em biết là khi công khai giá là sẽ có nhiều chỉ trích đằng sau. Nhưng mà nếu mà em không đăng, như chủ vườn là người ta cũng nhờ, là người ta yêu cầu. Chứ còn chứ không phải một mình nhảy vào vườn, mình bảo là mình quay vườn này lên, mình đăng với giá rẻ hay là giá đắt. Đấy, khi nào em nhảy vào vườn mà không có chủ vườn, hoặc là không có ai bảo là vườn này tôi bán với cái này, tôi em tự đăng giá lên, thì em cực kỳ là sai luôn. Đây là đều là do chủ vườn người ta nhờ, người ta bảo là nếu mà tầm tháng 10, tháng 11 ấy, người ta mà bán được quất rồi ấy, thì người ta cũng chả bao giờ nhờ. Vì vào cái thời điểm này ấy, cây quất tầm tháng 12 rồi, các bác phải biết là cái ngày này mà chưa bán được quất rất là nóng ruột. Nên là em cũng có đăng khoảng tầm 5 clip là đã công khai bán với giá quất là từ 150 đến 220. Và có là 180. Và có một ruộng mini cực kỳ nhỏ là 70.000. Nó thực sự luôn, cây quất nó xấu hay nó đẹp thì bây giờ em không bình luận được clip này. Thì em cũng xin các bác là chú ý là cái điểm này. Những bác nào đi buôn hoặc là những chủ vườn có số lượng quất nhiều, các bác cứ lưu cái số điện thoại của em vào. Sang năm những bác đi buôn ấy mà muốn đến được những vườn mà giá cả nó hợp lý, ví dụ như vườn này quả nó tuy rất sai nhưng mà những các cây này hỏng ấy, em khẳng định luôn cái cây này không bao tính tiền nhá, như cái cây này không bao tính tiền luôn, cây này bỏ luôn này. Bác nhìn thực tế trên điện thoại em quay là rất xanh, vì tại sao? Máy quay em nó tự cân bằng ánh sáng, có nghĩa là nó sẽ lấy màu xanh nó cân bằng lại, vì nó sẽ chia ra màu vàng và màu xanh đấy. Còn như cây này là đây bị đỏ ngọn, cây rất là kém. Như cây này này đấy, như này là gọi là đẹp, dù quả nó có thưa nhưng mà nó vẫn xanh đẹp. Nhiều khi các bác đi mua quất là không biết mình mua được vào vườn như thế nào. Đến lúc đánh lên trên chợ, thứ nhất là bị rụng lá, thứ hai là bị héo quả, xong là chết cả cây. Đến năm sau các bác đi vào vườn cứ chê này chê nọ, lại sợ là đi mua là rụng lá mới rụng quả, nó rất là khó. Khi gặp các bác về với em, ví dụ là các bác lưu số điện thoại sang năm, gặp trực tiếp em, về với em như kiểu là hôm nào em rảnh thì em có thể là mang các bác đi. Còn em mà có việc em sẽ gửi số điện thoại cho các nhà vườn ra đón các bác để mua quất. Thực sự luôn là cây quất mà em đã gửi ấy, số ấy, các bác mà mua số lượng mà như kiểu là các bác mà mua cây khoảng tầm bao nhiêu tiền em có, em phải nói luôn. Những cây to mà rẻ thì đều là của ôi hết. Có nghĩa là nếu mà đẹp ấy thì người ta sẽ bán tầm tháng 9, tháng 10, 11 rồi. Chỉ sót vài vườn nữa cậu, nó như kiểu là phải vía không bán được quất ấy. Người ta chỉ vào người ta xem xong người ta đi ra ấy. Đấy. Còn như vườn quất này, đúng như vườn quất này nhá, là giá nó cũng chỉ gọi là hơn 100 thôi, là xô. Có nghĩa là cây chỉ có cây nữa đây này, các bác xem này. Cây nó chỉ cao khoảng tầm 5-60 này. Đấy, bên này. Đấy, nhưng mà có cao, cây cao khoảng tầm 1m2, 1m3. Cái ruộng này nó cây nó kém nhưng mà nó được dàn quả kéo lại. Dàn quả kéo lại rất là đẹp.
Đấy, bác nào có nhu cầu thì sang năm liên hệ trực tiếp đến em. Em sẽ giúp, mình tầm này cũng hết năm rồi. Vì hôm qua cũng có bác là hôm qua gặp một anh, anh bảo là Tuấn ơi, sao năm nay mày đang quất rẻ thế? Em nói thực sự luôn, em bảo là anh xem lại clip, xem ai đăng, vì hiện tại bây giờ trên mạng có rất là nhiều người đăng, thành ra là anh phải xem chính xác là ai đăng. Còn em mới chỉ đăng là một là vườn của ông Hải này, là một giá 180 này, hai là vườn của ông Hằng Thành này, ba là vườn của chú Năm 150 này, bốn là vườn của chị Hồng, và năm là vườn của chú Thực Thủy nào, hôm qua anh Thực Thủy đấy, mấy cả sáu là vườn của Chiên Thảo, còn sót một hai vườn nữa, nhưng mà các vườn ấy đều là giá rất là cao so với cây đấy. Đăng vườn nào giá hợp lý mà do đều chủ vườn yêu cầu và chủ vườn đưa ra giá, chứ không phải em là công khai giá bừa bãi. Cây nó xô, nó trong vườn nó sẽ có cây xấu cây đẹp và có nét riêng. Đây, còn như cái cây này, em quay sang bên này luôn. Như cái cây này này, các bác xem này, vườn này là vườn của anh Tĩnh. Anh hôm em có hỏi là anh Tĩnh vườn này cây này anh bán với giá bao nhiêu, thì anh bảo là năm nay cũng là cái xu hướng chung nên là giá cả nó cũng bị rẻ đi, thì anh bán với giá là 400.000. Đấy, là đúng như thế này, là giá 400. Thì nếu nói về chiều cao của cây này, nó cao khoảng tầm 1m8 đến 2m, trung bình là 1m7, 1m8. Đấy. Còn các bác cũng nhẹ nhìn cây này, như cái cây con bên này đây. Đây, như cây này tán váy thì nhỏ, nó là cây quất dâm, tán váy thì nhỏ, cây cao khoảng tầm 1m3, 1m4 đấy. Nhưng mà vườn này các bác đi mua khoảng tầm 180, đấy là giá cây quất đẹp. Còn được hơn 200 đến 250 thì cái này cũng phải tùy vào cây thôi, phải xô cả vườn. Chứ bây giờ trong vườn nó nhiều cây xấu, cây đẹp. Đợt này là em đăng giá là em hay đăng sang kênh Tuấn Úc Sên đấy. Thực tế là em đăng lên kênh này em sợ là nhiều bác là theo dõi em từ lâu rồi, các bác phản ánh mạnh, thành ra em cũng không dám đăng giá. Thành ra em rất hạn chế. Hôm nay em làm mấy clip này cũng như là để sang năm là em sẽ không công khai giá nữa. Em sẽ chỉ đăng gọi là một số vườn quất, xong các bác mua bán là tin tưởng thì đến gặp trực tiếp em. Đấy, liên hệ trực tiếp. Đấy, em chỉ nói thế, em quay sang bên này. Vườn cây quất này bên kia là của nhà bà Thái Diệu, em đăng là giá 200 kìa. Cái vườn con đấy, vườn bên này là 300 của anh Thỏa này. Đầu rất là to nhưng mà cuối, nhưng mà dàn quả kéo lại rất là đẹp luôn. Đấy. Vườn bên này là của cô chú Thuấn Hoạt, là bán dưới giá là 160.000 này. Vườn này nói thực sự luôn là các bác phải đi mua quất ấy, đừng bao giờ nhìn vào giá mà phải nhìn vào cây. Cây bên này bé hơn vườn bên này nhưng mà vườn bên này bán đắt hơn vườn bên này. Đấy, cây xanh, lá to, quả khỏe. Vì năm nay cơ bản là nó do gọi là toàn cầu hóa chung, thành ra bị mất giá. Trung bình mỗi cây mất 50. Ví dụ năm nay cây này bán được khoảng tầm 180 đến 200, nhưng mà đối với năm ngoái nó phải 250, 270. Đấy. Nhiều khi các bác đi buôn mua xong rồi về gửi ảnh, xong rồi thắc mắc hỏi em là cây này em mua được không. Thực tế là mua được hay không ấy, thì các bác cũng đã mua rồi. Đấy. Cây quất này nếu mà đúng năm ngoái nó rơi khoảng tầm 270. Đấy, như vườn này khoảng 270 đấy. Nhưng năm nay thì giá có thể là tụt đi một chút. Cây các bác có thể là bảo là hơi nhỏ, hơi thấp, nhưng mà giá cả nó khác. Đây, như vườn bên cạnh đây, cây nó chỉ nhích thêm một chút thôi, nhưng mà vườn bên trong này có giá khoảng tầm có khi là đến 400. Đấy, 400, 450. Các bác không thể nào nhìn vào cây mà bảo là đoán giá được, phải tổng thể. Em đi xem vài cây quất này bên kia. Đấy. Đối với những cây quất thế, em đang nhìn như thế này là có giá là 250. Đấy là giá 250 đấy. 250, 270. Chính xác là vườn này bán cho anh gì nhỉ? Em lại quên tên rồi. Anh ấy ở dưới không biết là Ninh Bình hay là Hà Nam, là mua đây là có hai núi quất thế này. Đấy. Còn bên này thì vườn nó bị đỏ nửa một nhiều này. Mua quất là phải xem thực tế cây.
Nhiều bác cứ bảo là cây cao mà giá rẻ, nó rất là khó. Em cũng không sang bên kia thì thôi. Cờ nếp tránh nó dài, dòng và diễn tả. Thì năm nay em cũng không nói bình luận về giá cả năm nay nữa. Thì sang năm đấy, các bác có số điện thoại của em rồi, cứ điện trực tiếp. Đây là cây quất dâm. Các bác đi mua quất ấy cũng phải phân biệt được đâu là cây dâm và đâu là cây rong bắt quả, và biết được cây xấu cây đẹp. Chứ còn cứ vào vườn to mà bảo người ta bán rẻ, xong đến lúc sang gặp vườn xanh đẹp lại bảo là sao cây kia người ta to quá, so sánh nó không thể so sánh kiểu đó được. Cây quất rất là đẹp. Rồi, các bác xem. Đây, vườn quất này. Cờ nếp đến đây em xin kết thúc. Có gì thắc mắc các bác cứ bình luận bên dưới, em sẽ trực tiếp trả lời. Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em.